La limousine à, là chiếc xe limousine. La limousine à. En conductor, la conductora, tức là người tài xế ha. En conductor, la conductora, giống đực giống cái. La comitiva, đoàn tùy tùng. La comitiva, chẳng hạn như mình có cái câu là En conductor abrió la puerta de la limusina para que salieran el famoso actor y su comitiva. Có nghĩa là cái người tài xế họ đã mở quá khứ đơn ha. Động từ nguyên mẫu abrir tức là mở, chia cho thì quá khứ đơn đối với ngôi anh ấy nó sẽ là abrió. Abrió. La puerta là cái cửa của cái xe limousine. Để mà có chuyện gì? El famoso actor là cái người diễn viên nổi tiếng. Y su comitiva và cái đoàn tùy tùng của anh ấy salieran đi ra ngoài. Salir tức là rời đi ha. Ở đây chia cho họ đã rời đi trong quá khứ nó sẽ là salieran. Ở đây người ta chuyển cái động từ ra phía trước để nhấn mạnh. El conductor abrió la puerta la de la limusina para que salieran el famoso actor y su comitiva. Người tài xế đã mở cánh cửa của chiếc xe limousine để mà cái người diễn viên nổi tiếng và đoàn tùy tùng của anh ấy đi ra ngoài. Hoặc là mình có cái câu là El empresario y su comitiva de abogados entraron al edificio. Cái nhà kinh doanh và đoàn tùy tùng của anh ấy. Cái đoàn tùy tùng này bao gồm những cái luật sư, comitiva de abogados là cái đoàn tùy tùng, cái đoàn luật sư tùy tùng của anh ấy, su. Entraron, đi vào, họ đi vào, thì hiện tại đơn nhé, entrar, tức là entrar. Entraron là thì quá khứ đơn nha, entrar, tức là đi vào, bỏ AR thêm aron vô, đã đi vào, quá khứ đơn, đi vào tòa nhà. El edificio là cái tòa nhà. Đi vào về phía bên trong tòa nhà. El empresario y su comitiva de abogados entraron al edificio. Nhà kinh doanh và cái đoàn luật sư tùy tùng của anh ấy đã đi vào trong tòa nhà. La viuda, người quá phụ. La viuda. Funebre, tính từ là thuộc về đám tang. Funebre. Chẳng hạn như mình có nguyên cái câu là La viuda iba al frente de la comitiva funebre. Cái người quả phụ đã đi. Ir tức là đi. Iba đã đi ở phía trước cái đoàn mà rước tang. La comitiva funebre cái là cái đoàn đưa tang. Cái người quá phụ là họ đã đi về phía trước của cái đoàn đưa tang.